Này, đi công tác mấy tháng về, có nhớ vợ con gì không? Có chứ anh, em nhớ vợ em lắm anh ạ. Em đã gọi điện về cho gia đình chưa? Lúc xuống sân bay, em có gọi về rồi. Gọi về rồi cái gì? Vâng ạ. Tớ còn chưa gọi đây, bây giờ mới gọi đây. Wow. Alo em à, anh vừa xuống sân bay, cậu Ngọc cậu đang đưa anh về rồi nhá. Em tắm rửa sạch sẽ rồi cơm nước đi. Anh mang quà rồi cho. Quà cho em á? Anh mua quà nhiều cho em lắm. Mà này, chuẩn bị đồi đi. Anh mang khoai về luộc. Về xong kỹ, mang khoai về luộc. Bị điểm. Sếp ơi, em có thấy sếp mua khoai đâu mà lại mang khoai về luộc được à? Cậu rốt lắm. Khoai ở đây là cái khoai cứ phải nói toẹt ra thế. Tinh tế em chứ. À, em hiểu khoai gì rồi. Tí nữa về, em phải cho vợ em ăn khoai sếp ạ. Tí về cũng mang khoai cho vợ luộc đi nhá. Mấy tháng rồi là vợ nhớ lắm đấy. Có chứ sếp. Ôi, không biết là vợ tớ gọi lại gì đây. Alo. Khoai lang á. Ông treo tôi đấy à? Này, tôi nói cho nghe nhá. Ôi giời ơi! Việt Nam là thứ đất nghiệp hả? Thôi, ông mang đi chỗ khác mà luộc đi. Thôi, cô nói ý thôi. Nếu như mà cô không muốn luộc khoai ấy, cô chê khoai ấy, thì nhịn nhá. Có chuyện gì để xem. Này, cậu tìm ngay cho tớ một cái khách sạn. Tớ về đấy tớ ở. Vâng ạ, đi luôn à sếp? Đúng rồi. Tốt nhất định cậu đánh thẳng xe về công ty. Tớ ở cái khách sạn gần đấy. Thế để em tìm khách sạn ở gần đấy, em cho sếp vào đấy nghỉ ngơi ạ. Ừ. Mà này, cậu phải về luôn không? Em không ạ. Không thì tớ cho lên khách sạn. Tớ gọi mấy em đến cho cậu luộc khoai luôn thế. Thật là sếp? Chứ thế. Em có. Đã thế, cho mấy cái con vợ ở nhà nó mốc luôn một thẻ. Làm gì mà gọi thuê bao nhở? Rõ ràng là về rồi cơ mà. Chưa thấy đâu nhở? Lại thuê bao. Đâu mà chưa về nhỉ? Ba giờ sáng rồi. Vẫn chưa về cơ à? Cái gì đây à? Này, bà định đánh ai đấy à? Bình tĩnh lại đi. Thế gọi tôi ra đây có việc gì? Rõ ràng hôm qua ông gọi cho tôi kêu là ông về rồi. Thế tại sao ông không về nhà? Cả đêm qua ông ngủ đâu? Thì tất cả là tại bà hết nhá. Tại bà nhá. Tôi bảo tôi về, tôi mang khoai về luộc. Bà chị ẳng cái eo chê khoai của tôi thì tôi mang đi chỗ khác luộc. Thế thôi. Luộc mà mất cả một đêm cơ. Mà ông luộc ở đâu? Cái chỗ mà người ta thích ăn khoai của tôi. Bà hài lòng chưa? Tóm lại, nó ở chỗ nào? Ở qua cái nhà nghỉ, gần cơ quan. À, chỉ ra mày chọn cái chết. Ông cái gì đấy là tại bà nhá. Tôi nói cho bà biết, tất cả cũng là tại bà. Tôi bảo tôi mang khoai về luộc. Tôi đã chuẩn bị cái củ khoai này rồi dành dụm nó đến tận mấy tháng giờ. Bao nhiêu là dưỡng chất, bao nhiêu là công tôi tích cóp để tôi mang về tôi dùng với bà. Cuối cùng thì bà làm sao? Bà chê ỏng chê eo. Chê thì tôi mang cho người khác dùng. Hả? Có ai chê đâu. Giả chê là gì? Bà bảo là mang củ khoai đi về luộc làm cái gì? Bao nhiêu món quà không mua, mang khoai về làm gì? Đấy đấy, đứa nào nói thế hả? Mà thôi, tôi nói thật đấy, đi về đi. Tối khắc về luộc khoai với bà. Bà này, rửa lồ cho sạch sẽ vào đấy nhé. Này, tối nhớ về sớm, mang khoai về luộc. Biết rồi, mà lần này mà còn chê khoai của ông nữa nhá. Ông cho nhịn mấy tháng luôn đấy. Thôi, biết rồi, tôi về nhá. Đấy các bạn thấy chưa? Đàn ông nhá là phải là có chỗ đứng và cứng chỗ đó. Khoai to là không lo vợ bỏ đâu nhá. Được. Thảo án. Vào luôn đi.
Cô vào đây. Nằm lên giường. Dạng cái háng ra. Thế đến đây khám gì? Em có khám gì đâu ạ? What? Cô khám gì? Cô đến đây làm gì? À, em thu tiền điện. Em thu tiền điện. Ai ơi mà. Thu tiền điện. Mà này nằm lên giường cô tôi làm gì? Thì thì biết sao chứ nào? Xuống giường. Thế đến thu tiền điện. Mày còn chắn lên cái giường khám tôi nữa à? Thì em bảo em thu tiền điện à? Thế mồm cô đâu? Đây ạ. Ui giời ạ. Thôi đi ra ngoài. Vâng. Ui giời ơi. Đúng là ngân thật đấy. Con đi đâu hết cả rồi nhỉ? Chị gọi gì em đấy hả? Mẹ có đưa tiền cho mày đi chợ không? Không à? Không à? Đưa cho ai nhỉ? Chị hỏi mấy đứa xem. Ừ. À. Thằng cu đâu rồi? Dạ, em đây. Em đây. Mẹ có đưa tiền cho mày đi chợ không? Mẹ không. Mẹ có đưa cho em đâu. Mày à? Thiên. Thiên ơi, thằng Thiên đâu? Dạ. Mày đây xem nào. Mẹ có đưa tiền cho mày đi chợ không? Tiền nào? Làm gì đưa? Nào hôm nay ở nhà tiếp khách mà không đưa tiền à? Đó! Còn đâu rồi? Dạ! Mày đi ra đây! Chị gọi em gì ạ? Mày ăn mặc cái kiểu gì con gái nó đầu xanh đầu đỏ này? Thế chị thì sao ạ? Tao khác, tao lớn, tao đi làm rồi. Thế mẹ có đưa tiền cho mày đi chợ không? Tiền á? Không ạ. À. Tiền gì bảo, nữa? Bảo để tiền đi chợ đón khách không đưa tiền à? Nhà sở khách cơ, phải ở đây không nhỉ? À chú ạ? À? Chúng cháu chào chú ạ! Các cháu ơi, cho chú hỏi là đây phải nhà sở khách không nhỉ? Vâng ạ. Đây đúng là nhà sở khách chưa? À? Ôi trời ơi, nói thật với các cháu à, chú tìm nó vàng mắt ra, đi cái đường nó vào nó khó thế chứ này. Thế vợ chồng sở khách đâu nhỉ? À chú ơi, bố mẹ cháu đi làm chưa về đâu ạ. Nhưng mà bố mẹ cháu bảo ở nhà tiếp đãi chú đấy ạ. Bố mẹ cháu? Thế này đây toàn bộ là vâng, năm anh em cháu là con bố mẹ sở khách đấy ạ. Con của bố mẹ sở khách? Vâng. Ôi trời ơi, mấy đứa lớn như thế này rồi cơ à? Rồi từ hồi mà nghe mẹ cháu mang bầu cái đứa đầu tiên ý, ui dồi ôi, lúc đấy là chú mất liên lạc với lại bố mẹ các cháu, đâm ra là không tìm gặp được nhau. Hỏi dò mãi thì cuối cùng thì cũng cân đối được với nhau. Thế là hôm nay hẹn nhau đến đây để hàn huyên gặp mặt đấy. Hôm nay tưởng là có hẹn với chú thì bố mẹ đi đâu rồi? Bố mẹ cháu dặn là hôm nay anh em cháu là ở nhà là đợi tiếp đãi chú đấy ạ. À chắc nhiều công việc à? Vâng ạ. À thế thì chú ở đây ăn cơm với cả bọn cháu rồi đợi bố mẹ cháu về luôn nhá. Thôi. Đường xa xôi thì chú cũng ở lại ăn với lại gia đình cháu bữa cơm để đợi bố mẹ cháu về hàn huyên. Làm cơm cho chú đó. Làm cơm cho chú đó. Vâng ạ. À. Cái lũ mất dạy, không có ăn học gì cả. Ai bảo làm cơm để đớp? Vô giáo dục. Thế bây giờ mình vào nhà chưa? đi vào nhà. Vâng. Lấy nước cho chú rồi cô. Lấy nước cho chú rồi cô. Vâng ạ. Đường xa biết nó bẩn rồi. Chả cái gì là sở khanh này. Khốn nạn. Cái lũ bật dậy, cái lũ vô giáo dục, cái lũ khốn nạn này. Cái nhà vợ chồng sở khanh này không biết dạy con này. Dạy đi gì này. Thôi được rồi. Không còn tâm trạng đâu mà bật đớp đớp nữa. Thôi. Chú lại có việc bận rồi. Thôi chú xin phép. Chú về. À, để khi khác chú đến chú đớp với chú rửa cu sau nhé. Chú đi luôn hả? Về luôn. Kìa, dắt xe cho chú cút. Mày không cần dắt, tao tự đi được, tao tự cút. Xem ra miền lũ khốn nạn. Thôi, tiên chú ra cửa Thiên. Tiên chú ra cửa Thiên. Ba. Nói chuyện gì vậy chị? Rồi đây, chú bỏ về rồi đây. Ơ sao còn cái xe này? Cái xe nhở? Thiên! Thiên ơi! Thiên ơi! Thiên nhanh không chú chạy mất Thiên ơi! Thiên ơi! Đang làm à? Vâng. Anh bảo này, có tiền không? Cho anh vay 50 triệu. Mai anh trả luôn. Uy tín.
Có à? Anh đi vào đây với em. Có thế chứ. Nhìn nó nhếch nhếch, lắm biển lắm. Từ từ, đợi anh đã. Anh đứng đây đợi em tí, để em vào. Mà anh đừng vào theo em đấy. Chó đẻ dữ lắm, cắn như đấy. Con chó đẻ. Đợi em tí. Thế thì vào 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 lấy họ nhanh anh nhanh nhá. Anh đợi. Trời ơi, tự nhiên lại thằng này nó lại dễ tính đấy nhỉ. Nhìn cái nhà nhếch nhếch lắm tiền thế. Thằng này lấy tiền lâu thế nhỉ. Vườn rộng rào thưa là khó đuổi gà. Chán cái thằng này nuôi con gà nào. Khéo tí vay tiền gạ nó thì con gà ở lại nhắm rượu chơi chơi. Lâu thế nhỉ. Làm cái gì mà không nghe máy, tắt máy. Cường ơi. Cường ơi. Cường ơi. Cường. Đây rồi. Này, sao mày vào lấy tiền gì mà lâu thế? Tao đợi đây gần 2 tiếng đồng hồ đấy. Anh không thấy à? Thấy gì? Tiền này. Đâu? Anh nhìn xung quanh xem. Vừa nhìn thôi, thấy cái gì đâu. Mỗi cái nhà rách với lại cái vườn rộng thôi. Nhìn tiếp đi. Tiếp nhìn, à? Nhìn đi. Nhìn gì? Nhìn tiếp đi xem còn nhìn thấy gì nữa không? Cái mít. Cái đây, mít. Đây. Đấy gì? Đây. Nó đây. Cái mít là tiền á? Ừ. Tiền đâu? Đây, tiền lá mít đây. Đây, tiền lá mít đây. Là 2 số mà tiêu. Mày đùa bố mày à? Bây giờ anh nhìn xem. Nhà em này, cũ này, rách này, lấy đâu ra tiền? Thì mày nói ngay từ đầu là không có tiền rồi thì mày bị bắt bố mày đợi này hàng tiếng đồng hồ à? Mày đi vay em đi. Cái gì bố mày? Anh ơi, anh có máy giặt điều hòa tủ lạnh bán à? Em không. Thế anh gọi em vào đây có việc gì đấy ạ? À? Em biết một chỗ bán. Chỗ nào thế anh? Anh đi ra siêu thị để máy à mua. Ai máy giặt tủ lạnh điều hòa bán không? Ai máy giặt điều hòa tủ lạnh bán nào? Anh ơi. Hả? Đây, lần này em biết một chỗ bán thật đấy. Ừ. Anh biết chỗ bán à? Vâng. Anh không đùa em chứ? Em không đùa đâu, thật mà. Hả? Chỗ nào à? Anh đi ra đằng kia, hỏi nhà thằng Ngọc. Nhà nó có mấy cái điều hòa với tủ lạnh đấy. Nhà Ngọc kìa. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Ai máy giặt tủ lạnh điều hòa bán nào? Ai điều hòa máy giặt tủ lạnh bán nào? Ai điều hòa máy giặt tủ lạnh bán đây? Anh Ngọc ơi. Anh Ngọc ơi! Anh Ngọc! Ai điều hòa máy giặt tủ lạnh bán nào? Ai điều hòa máy giặt tủ lạnh bán đi? Anh Ngọc ơi! Ai điều hòa máy giặt tủ lạnh bán nào? Anh Ngọc ơi! Ai điều hòa máy giặt tủ lạnh bán nào? Ai điều hòa máy giặt tủ lạnh bán đi? Ai ạ? Ai ơi! Mày làm gì đây? Mày làm gì đây? Ôi ơi! Giữa trời mày giao gì vậy? Hả? Anh ạ! Anh ơi, ai tủ lạnh điều hòa máy giặt bán nào? Bán cái gì mà bán? Ai điều hòa máy giặt tủ lạnh bán thế? Làm gì có gì mà bán? Ai điều hòa tủ lạnh bán nào ạ? Bán đi! Mẹ cái thằng dở hơi này! Giữa trưa nắng rồi, mày ra đây, mày gào rú cái gì đấy? Dạ, ai điều hòa máy giặt tủ lạnh bán nào ạ? Nope. Thần kinh à? Đồ như người ta vừa mua sao? What? Còn chưa kịp dùng kia kìa? Tự nhiên có thằng nó chỉ em. Ôi một thằng nó giống y chỉ anh luôn. Hả? Nó chỉ em vào đây là mua điều hòa máy giặt tủ lạnh bán ạ. Mày định rủa cho tao hỏng kinh à? Hả? À không à, không à. Anh ơi, giữa trưa mình đang sướng dở, thằng này phá đám này, đánh bỏ mẹ đi. Bố anh ơi, anh em xin anh. Chó này. Em xin anh.
anh ơi, đừng đánh nhầm nữa, ui đau quá rồi. Lần sau ấy, mày lé mặt cái bố mày ra chưa? Để em lé luôn ạ. Đừng đánh. Cút. Vâng, để em lướt đây, cứ từ từ. Cút. Em thề với anh chị dùng côn để cho kẹo em thèm nữa. Tiền sư thằng này nữa. Em. Dạ. Vào nhà, tắm rửa, lột quần áo ra, đợi anh một tí. Anh để ra anh xử lý cái thằng Cường. Tiền sư nhà nó. Giữa trưa, nó chơi xỏ mình. Đây rồi. Thằng Cảnh nhá, tại sao mày xúi đẩy của tao vào trong kia? Mua cái dàn máy giặt điều hòa nó vừa mới mua, để chúng nó đánh tao hả? Một thằng nó y xì mày luôn nhá. Ai điều hòa tủ lạnh máy tạt tán đê. Thì làm sao? Thì anh bảo thế em biết sao được cũ em mới mà em chả bảo là vào thằng anh em nó bán cho. Mày... Ừ đúng rồi đấy. Ai điều hòa máy giặt được cũ hỏng bán đâu? Ai điều hòa máy giặt cũ hỏng bán đấy? Mày hài lòng mày chưa? Hả? Ôi. Mẹ cái thằng chó này. Mẹ mày, giữa trưa bố mày đang sướng, tự nhiên mày cho thằng điều hòa máy lạnh vào mua, trêu gà bố mày à? Mẹ mày nữa. Anh thấy đấy, em phải nằm ở võng này. Đây, muối này, đít này đốt đầy tay này, lưới cả người này. Anh hài lòng chưa? Thế mày có muốn gì hả? Cho em mượn cái áo, em vào đấy em chơi. Mẹ mày, lộp cùm, bắt anh em. Mẹ mày, không phải mẹ tao à? Xin chào tất cả các bạn, bọn tớ đã quay lại và lời hại hơn xưa đây. Bọn tớ đang xây dựng một chương trình mới mang tên GNCTV. Chương trình này thì sẽ là những clip và tình huống hài ngắn. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ bọn tớ bằng cách like, share, subscribe. Tất nhiên trên hành trình bọn tớ đi thì sẽ có những sản phẩm không hay và những sản phẩm hay. Nhưng quan trọng hơn hết là sự yêu thương của các bạn này và sự cố gắng của bọn tớ. Và mong rằng là các bạn sẽ luôn ủng hộ và đồng hành bọn tớ nhé.